tuyết xe không cộng một pin chip không email Lê Phú Khải 3/3/2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và vợ, người đẹp Thủy Hương. Ảnh Internet đầu năm 2001, tôi ở nhà ông chú. Ruột tôi là Lê Phú Hào hơn một tháng trời tại Paris, Pháp. Một hôm bà tìm tôi đi đâu về hốt hoảng hỏi tôi, Trần Đức Lương ở trong nước làm chứ vụ gì hả cháu? Tôi trả lời, làm to lắm, như ông Giác Si Giách ở đây. Bà thím tôi kêu to, hèn chi, thằng con nó là Trần Tuấn Anh sang đây đốt tiền như đốt pháo. Đến triệu phú ở Paris cũng phải kinh hồn khiếp vía. Tôi nói, thím thử cho cháu một ví dụ về đốt tiền của thằng này. Bà kể vanh vách, nó vào một tiệm đồ điện máy mua thiết bị nghe nhìn. Mua xong, trả tiền rồi thì một Việt kiều đứng cạnh nó, nói, thứ này chưa phải loại mới nhất. Nó hỏi, ở đâu bán loại xịn nhất? Bà kia cho nó địa chỉ. Thế là nó cho không bà này tất cả các thứ mới mua và đi mua đồ xịn hơn theo địa chỉ bà này cho. Tôi lại hỏi, chỉ có thế thôi hả thím? Bà nói, nó ở khách sạn 5 sao và ăn những bữa triệu mà tôi với chú anh ở Paris 30 năm nay cũng chưa một lần dám nghĩ đến mình sẽ có lần bước chân vô đó. Nó mới sang Paris mà nổi tiếng trong giới Việt kiều ở đây. Tôi nói, thằng này nó là con ông cháu cha, nên sau này nhất định nó sẽ làm lớn ở Việt Nam đấy thím á. Ông chú tôi nghe được câu chuyện hai thím cháu nói với nhau, đã buông một câu chửi bằng tiếng Pháp, Il sonter des von Ueur. Tất cả chúng nó đều là những thằng ăn cắp. Quả như tôi dự đoán, Trần Tuấn Anh hiện nay là bộ trưởng Bộ Công Thương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hòa nhập với thế giới. Và cái gì đến, nó sẽ đến. Vừa qua trên mạng xã hội người Việt ngày 28.2.2018, sau đó được trang mạng Tiếng Dân đăng lại ngày 1.3.2018, đã tiết lộ một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành công thương gửi lên TBT Nguyễn Phú Trọng, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Báo Nhân dân tố cáo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đồi bại, suy thoái đạo đức. Lá đơn viết với mong muốn được theo hầu Bộ trưởng Trần Hữu Linh là Chánh văn phòng Bộ đã tìm mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho Bộ trưởng cung cấp tiền, gái cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô. Ban cán sự đảng bộ này đều biết cả, nhưng làm ngơ, vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp thái tử đảng. Biết đến đây tôi bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ với nhà Trung Quốc học là Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn, giả Bình Ao, Vệ Tuệ ra tiếng Việt tại Hà Nội vừa qua. Dịch giả Trần Đình Hiến cho biết, hiện nay ở Trung Quốc có 8 dòng họ nắm quyền là Đặng Tiểu Bình, Vương Lực Trần Vân, Bành Chân Các, thái tử của 8 dòng họ này sẽ nắm các yết hầu kinh tế ở Trung Quốc trong tương lai. Nhưng theo một cuộc điều tra xã hội học thì các thái tử này hiện nay chỉ chơi game và chơi đĩ nên không làm gì có giấc mộng Trung Hoa như ông Tập Cập Bình đã tuyên bố ở Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua. Sao các thái tử ở VN lại giống anh bạn muốn tốt này đến thế? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục tồn tại và lãnh đạo đất nước thì không thể không cho vô lò những kẻ tiêu máu của nhân dân như Tiêu Bạc Lẻ, Phùng Quán, như cái loại bộ trưởng như Trần Tuấn Anh được. Kẻ thần dân đã 76 tuổi này chỉ lo cho vận nước nên muốn nhắc lại lời thơ của Phùng Quán năm xưa, tuyết xe không cộng một pin chít không email.